Chào anh chị và các bạn. Tại sao bất động sản khu công nghiệp lại dậy sóng trong thời gian vừa qua là câu hỏi mà rất nhiều quý anh chị và các bạn đã đặt ra và khá là băn khoăn, không biết lý do tại sao nó lại như vậy. Trong video ngày hôm nay, Thắng ơi sẽ dành cho nhiều thời gian hơn trong cái câu chuyện là chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua và tổng kết lại việc là thị trường bất động sản của chúng ta đã dịch chuyển như thế nào kể từ video mà Thắng đã chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trước đó trong cái loạt video về thị trường bất động sản, về việc đưa ra lời khuyên đừng mua bất động sản năm 2019, cũng như là Thắng đã chia sẻ với quý anh chị em và các bạn là thị trường bất động sản có thể đóng băng vào quý 3 năm 2019, tức là khoảng đâu đó hết tháng 6 này sang tháng 7 là bắt đầu bước vào quý 3. Nhiều anh chị em và các bạn trong giới đầu tư bất động sản sẽ không khó để có thể đồng quan điểm với Thắng về câu chuyện thị trường bất động sản trong cái giai đoạn từ kể từ quý 2 năm 2018 tới nay, thì số lượng giao dịch cũng như là những cái số lượng căn hộ hay là số lượng bất động sản được giao dịch trên thị trường thì có phần càng ngày càng chậm đi và ít dần. Nhiều người thì nghĩ rằng là cái việc đóng băng bất động sản là cái câu chuyện phải là không hề có giao dịch thì mới gọi là đóng băng. Thưa anh chị em và các bạn, nó không phải là như vậy. Trong lúc anh chị em và các bạn đang giao dịch với rất nhiều những cái hợp đồng mua bán thì chậm dần, giảm dần. Và thời điểm có thể giảm sâu nhất của cái hợp đồng mua bán bất động sản có thể sẽ đến đi vào cái giai đoạn quý 3, quý 4 năm 2019. Tuy vậy thì trong thị trường bất động sản có một vài cái phân khúc khác biệt, nó vẫn có những cái câu chuyện tăng giá hoặc là dậy sóng. Tôi lấy ví dụ như là bất động sản ven biển, bất động sản nơi mà có những cái dự án cực kỳ lớn chuẩn bị triển khai và xây dựng, cũng như là như tựa đời của video này là tại sao bất động sản khu công nghiệp lại dậy sóng, thì để đi chuyên sâu hơn vào cái lĩnh vực là giải thích với quý anh chị em và các bạn nguyên nhân tại sao bất động sản khu công nghiệp lại dậy sóng như vậy, chúng ta sẽ nói rõ hơn về câu chuyện chiến tranh thương mại. Chiến tranh thương mại là đem lại những cái khó khăn, đem lại rất nhiều những cái thứ là gây những cái ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với không chỉ người Mỹ và người Trung Quốc, mà nó là ảnh hưởng cục bộ lên toàn thế giới. Những quốc gia nào được lợi thì thưa là rất ít các quốc gia có thể được coi là có lợi trong cuộc chiến tranh thương mại ngày một leo thang. Tự do hóa, toàn cầu hóa thì bị bóp méo, tức là chúng ta gần như là cục bộ các vấn đề, người Mỹ là người trong ngoài câu chuyện này. Và như vậy thì những lĩnh vực nào được hưởng lợi, thì trong một số báo cáo phân tích thì trong số những cái lĩnh vực như là thủy sản, như là xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam hiện thì chưa bị Mỹ xem xét vào cái câu chuyện có thể cân nhắc đánh thuế, thì có một lĩnh vực mà chúng ta thấy được hưởng lợi rất là nhiều, đó chính là lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Tại sao lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp lại được lợi? Thưa anh chị và các bạn, là khi mà chiến tranh thương mại nổ ra thì sẽ có những cái sự cấm cản, ngoài cái việc đánh thuế áp đặt lên các cái doanh nghiệp của hai quốc gia Trung Quốc và Mỹ, thì một trong số đó sẽ có những cái việc là chiến tranh giữa các doanh nghiệp, cụ thể là việc Mỹ cấm Huawei rồi cấm những cái doanh nghiệp của Trung Quốc khác trong thời gian sắp tới trong việc làm ăn kinh doanh với các cái doanh nghiệp khác của Mỹ, và yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ không được làm ăn kinh doanh và buôn bán, nó gần như là cấm vận đối với cục bộ các doanh nghiệp cụ thể. Và từ đó nó sẽ dẫn đến câu chuyện đáp trả của người Trung Quốc đối với những cái doanh nghiệp hiện tại đang sản xuất kinh doanh tại Mỹ, tại Trung Quốc, mở nhà máy tại Trung Quốc. Do đó thì sự dịch chuyển các nhà máy, không chỉ người Trung Quốc khi gặp gọi là những cái khó khăn của việc là chiến tranh thương mại leo thang, thì các cái công ty của Trung Quốc, của người Trung Quốc mở tại thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng, bị áp đặt mức thuế 25% khi mà xuất khẩu đi thị trường Mỹ, thì họ sẽ có khuynh hướng mở thêm một vài cái chi nhánh, một vài cái công ty tại những nước láng giềng mà chưa bị người Mỹ áp đặt thuế, ví dụ như Thái Lan, ví dụ như là Philippines, ví dụ như Lào, ví dụ Campuchia, hay là Malaysia, hay là Việt Nam, hay là Indonesia, thì khu vực Đông Nam Á là những nước được sẽ được lựa chọn. Trong số đó thì Việt Nam chúng ta sẽ là một trong những cái lựa chọn hàng đầu cho cái câu chuyện dịch chuyển của các doanh nghiệp, các công ty của Trung Quốc có thể tới Việt Nam để đóng đô, để mở nhà máy mới, để tuyển nhân sự và để
thúc đẩy cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Hoặc đôi khi nó cũng là một cái câu chuyện có thể chỉ họ đến họ thuê mướn một cái vị trí đất ở trong các khu công nghiệp để có thể họ là nơi trung chuyển hàng hóa theo hướng là tạm nhập tái xuất, tức là họ đem hàng hóa của họ sang Việt Nam, sau đấy bằng một vài cái giải pháp nào đó thì có thể tiếp tục xuất đi hàng đi Mỹ mà không bị đánh thuế. Cái chuyện này là chuyện hoàn toàn có thật mà chúng tôi chia sẻ chân tình với anh chị em và các bạn để anh chị và các bạn nắm được. Từ đó thì ngoài những công ty ở của Trung Quốc mở nhà máy và có khuynh hướng thì chuyển nhà máy về Việt Nam thì các công ty của Mỹ cũng vậy. Ví dụ như Apple vừa rồi đây thì một trong hai nước mà Apple chọn lựa để mở nhà máy thì thật là đáng buồn là Việt Nam không được chọn, mà nước mà được chọn đó chính là Indonesia. Thì không chỉ Apple mà rất nhiều các doanh nghiệp khác, các cái cơ sở gia công sản phẩm cho một số doanh nghiệp của Mỹ thì cũng đang có cái khuynh hướng là dịch chuyển cái nhà máy đến những nước khu vực Đông Nam Á và lựa chọn Việt Nam là điểm đến thân thiện. Và hiện tại thì vì họ sao họ làm vậy? Vì là Trung Quốc sẽ có khuynh hướng khi mà các doanh nghiệp của họ bị gây khó dễ cũng như áp thuế thì các doanh nghiệp của Mỹ tại Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ bị đáp trả những cái vấn đề như vậy. Do đó thì để đi trước đón đầu, họ sẽ dịch chuyển các nhà máy, dịch chuyển các cái nơi sản xuất gia công đến một số quốc gia gần, và chắc chắn là Việt Nam không phải là nơi mà họ không chọn, chắc chắn là như vậy. Khi đó thì rõ ràng thì chúng ta thấy rằng là một cái luồng gió mới sẽ đến với những khu công nghiệp. Những luồng gió mới đến khu công nghiệp thì đồng nghĩa với câu chuyện nhà máy mỡ thì đương nhiên cần phải tuyển nhân công. Nhà máy mỡ thì cần phải có nguồn nhân lực, và nhà máy mỡ thì cũng như là đem lại cho chúng ta một cái khoản đầu tư trực tiếp vào các khu công nghiệp là càng ngày càng gia tăng. Vốn đầu tư FDI của chúng ta sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Chúng ta có một báo cáo gần đây về câu chuyện vốn đầu tư của Trung Quốc và vốn đầu tư của Mỹ vào Việt Nam, tỷ lệ thực hiện, tỷ lệ giải ngân là rất lớn, chủ yếu là vào các khu công nghiệp. Thì từ đó thì nhân lực, con người và cả về tài nguyên, vật tài, vật lực đều sẽ tập trung vào các khu công nghiệp, làm cho chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì sản phẩm bất động sản gần khu công nghiệp nó có một cái trào lưu đó là ăn theo và đã phát triển rất là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua. Thì giải thích sơ bộ như thế để quý anh chị em và các bạn nắm, và nếu như quý anh chị em và các bạn còn những ý kiến khác hoặc là có những cái thông tin hay hơn, hữu ích hơn thì vui lòng comment ở bên dưới. Nếu như anh chị và các bạn muốn hiểu hơn, cụ thể hơn và còn thắc mắc gì về vấn đề này thì cũng comment ở dưới để Thắng ơi tập hợp và trả lời và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về một video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nói hơn sâu hơn về một chút để anh chị và các bạn có thể cũng định lượng được thị trường bất động sản của chúng ta đã và đang dịch chuyển như thế nào. Thì kể từ video là đừng mua bất động sản năm 2019 cũng như là những video trong cái loạt 20 video mà chúng tôi làm ở trong cái phần mà chúng tôi có để là bất động sản, anh chị chỉ cần gõ trên YouTube là bất động sản TOTV hoặc là bất động sản Thắng ơi là sẽ ra cả một cái list danh sách những cái video nói về bất động sản, về những cái phương hướng định hướng trong cái thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới. Thì tiện thể video này chúng tôi nói dài hơn một chút, nhiều hơn một chút về câu chuyện định lượng thị trường bất động sản trong những năm sắp tới. Thì rõ ràng chúng ta thấy là chiến tranh thương mại là đã leo thang và khủng hoảng kinh tế toàn cầu do cái việc ảnh hưởng của chiến tranh thương mại là đang rõ nét hơn trong cái loạt video về khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như là những cái suy giảm kinh tế của người Trung Quốc chúng tôi đã đưa ra trong cái loạt video trước đó. Thì anh chị và các bạn nếu chưa biết thì hãy xem lại, thì tất cả những cái dự báo của chúng tôi đều nó đã đi theo đúng hướng. Và từ cái câu chuyện mà dự báo đi đúng hướng về khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể leo thang từ chiến tranh thương mại thành chiến tranh tiền tệ và leo thang thành những cái thứ phức tạp hơn trong thời gian sắp tới, có thể là chiến tranh lạnh, có thể là những cái mâu thuẫn trên Biển Đông, rất nhiều vấn đề có thể sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Thì anh chị và các bạn thấy rằng là rõ nét thì chúng ta không thể đứng ngoài cái cuộc chơi này được. Chúng ta không thể hoàn toàn chỉ hưởng lợi là bất động sản, khu công nghiệp hưởng lợi, thủy sản xuất nhập khẩu của chúng ta hưởng lợi, một số ngành nghề xuất khẩu của chúng ta hưởng lợi, mà chúng ta cũng phải nhận định và định lượng với cái tình hình mới như vậy. Thì rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam không nằm ngoài cái chu trình ảnh hưởng, và chúng ta chắc chắn thì cái phần ảnh hưởng của chúng ta nếu mà trừ đi cái phần được hưởng lợi thì chúng ta vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều với việc người Trung Quốc nguy cơ sẽ phá giá đồng nhân dân tệ. Và chúng ta đã thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì đồng nhân dân tệ đã phá giá. Việc phá giá đồng nhân dân tệ thì sớm hay muộn cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế Việt Nam, và việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam như thế nào chúng tôi chưa có một cái dự báo chính xác. Tuy vậy thì việc ảnh hưởng của tỷ giá Việt Nam đồng với đô la Mỹ là chắc chắn sẽ có.
Có thể chúng ta sẽ sử dụng một số biện pháp khác để tránh việc phá giá đồng tiền, để giữ lại cái dòng vốn đầu tư quốc tế. Tuy vậy thì dù chúng sử dụng biện pháp nào thì chúng ta cũng thể hiện rằng là Việt Nam, kinh tế Việt Nam ảnh hưởng. Thứ hai nữa là khi ảnh hưởng như vậy thì các doanh nghiệp, các người dân trong cái nền kinh tế Việt Nam sẽ bắt đầu có cái câu chuyện chi tiêu chậm lại và xem xét cân nhắc trong cái câu chuyện đầu tư. Nên thị trường chứng khoán thì là một trong những cái kênh ảnh hưởng đầu tiên khi mà cái cuộc chiến tranh thương mại càng ngày càng leo thang. Việc giảm điểm của thị trường chứng khoán từ năm 2018 tới nay, giảm từ 1.200 mà đang sideways ở vùng 900 thì cho thấy là ảnh hưởng rất là sâu rộng đến nền kinh tế. Còn lại thì việc ảnh hưởng trực tiếp vào các cái lĩnh vực khác liên quan tới bất động sản, và từ bất động sản thì kéo theo các lĩnh vực về nguyên liệu, vật liệu cho ngành bất động sản, gồm có sắt, thép, xi măng, rồi xây lắp, rồi những vấn đề liên quan tới gạch ngói, đá sỏi là ảnh hưởng một cách rõ nét. Do đó thì chúng ta sẽ không thể là đánh giá một cách quá chỉ là tích cực trong cái câu chuyện hưởng lợi, mà chúng ta phải định lượng lại và nhìn xem xét. Và chúng tôi vẫn bảo toàn cái quan điểm là năm 2019 là một trong những năm mà theo video đừng mua bất động sản năm 2019. Trước đó của Thắng ơi đã có hơn 100.000 người xem và bình luận, thì chúng ta thấy rằng là việc đánh giá đó là hoàn toàn chính xác, không hề có một cái chút sai lệch nào cả. Anh chị và các bạn vẫn bảo toàn quan điểm như vậy. Việc giải ngân thị trường bất động sản có thể, nếu như không phải là áp lực về mặt margin, tức là chúng ta không sử dụng khoản vay, chúng ta mua để ở hoặc là chúng ta mua để gọi là đầu tư dài hạn 10 năm, 20 năm thì chúng tôi không bàn tới câu chuyện anh chị và các bạn có thể giải ngân bất kỳ lúc nào, bởi vì các khoản đầu tư đó nó có tầm nhìn chiến lược dài hạn. Còn những khoản đầu tư ngắn hạn, lướt sóng, kinh doanh bất động sản ngắn hạn thì chúng ta cần phải cân nhắc theo những cái khuyến nghị trong video đừng mua bất động sản, cũng như là video thị trường bất động sản có thể đóng băng vào quý 3 năm 2019 mà Thắng Người đã đưa ra trước đó. Và tiếp tục cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy được rằng là vậy thì 2019 thì diễn ra trong một cái khối gọi là khối u ám của nền kinh tế toàn cầu, thì Việt Nam chúng ta có sáng sủa hơn không? Thì tất nhiên là chúng ta sáng hơn so với các quốc gia khác. Lý do là chúng ta có thể sẽ là một trong những cái nước, một trong những cái quốc gia mà có tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại đang ở một cái top cao của toàn thế giới, và chúng ta có một cái chính sách về chính trị cũng như là chính sách thúc đẩy hỗ trợ đầu tư đang khá là tốt, đang diễn ra khá là tích cực so với những các quốc gia khác. Thì chúng ta nếu như trong thời gian sắp tới thì chiến lược kinh tế vĩ mô của Việt Nam mình theo dự báo của Thắng ơi, chúng ta sẽ phát triển một số lĩnh vực như sau. Thì đó cũng là tận dụng cái tình hình không thể tránh khỏi câu chuyện chiến tranh thương mại có thể còn leo thang xa hơn và dài hơn, thì chúng ta cần phải phát triển ngoài cái câu chuyện thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, thúc đẩy các cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào thị trường Việt Nam và có những cái lựa chọn đúng mức. Câu mà lựa chọn đúng mức là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nên lựa chọn những cái doanh nghiệp mà có cái công nghệ cũng như là cái sản xuất tiên tiến, ít ảnh hưởng đến môi trường. Đừng vì là cái câu chuyện là phát triển ngắn hạn mà chúng ta lựa chọn là gọi là chọn bừa, chọn ấu với những cái doanh nghiệp mà đem tới những cái hệ thống sản xuất gọi là cũ và lạc hậu, cũng như là những cái doanh nghiệp của Trung Quốc hay là của Mỹ mà đem tới Việt Nam những cái ngành nghề kinh doanh gây ảnh hưởng đến môi trường. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, tránh cái việc câu chuyện là vì cái mục tiêu tăng trưởng, vì cái mục tiêu phát triển mà chúng ta làm bừa, làm ấu. Còn những mục tiêu khác chúng ta có thể tận dụng trong cái thời kỳ của kinh tế toàn cầu có những cái biến động, chúng ta cần phải tận dụng để nâng cao cái góc nhìn trong cái câu chuyện là thế giới nhìn về Việt Nam sẽ là một cái thị trường, ví dụ như Việt Nam cũng giống như là chúng tôi nói về câu chuyện cũ ngày xưa, tức là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thứ nhất thì một trong số những quốc gia vẫn được đứng ngoài cuộc đó chính là Thụy Sĩ, là một trong những quốc gia luôn luôn là không có hòn tên mũi đạn nào và là nơi là đặt chân, dừng chân của rất nhiều các cái hội nghị của thế giới, cũng như là nơi gửi tiền, là cái kho tiền của thế giới. Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể là sẽ là một cái chợ chung, tức là gọi là nơi phi thương mại, tức là gọi là những cái điểm đến mà giống như là không bị ảnh hưởng về thương mại, được người Mỹ ưu tiên, được người Trung Quốc ưu tiên, và chúng ta là điểm phi thương mại cho những quốc gia lớn như thế giới có thể dừng chân. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái câu chuyện đó để thúc đẩy về vận tải, để thành một Singapore hùng mạnh hơn, tức là chúng ta hoàn toàn có thể vượt Singapore để thành một nơi trung chuyển hàng hóa. Chúng ta có những cái cảng rất là tuyệt vời, ví dụ cảng Cam Ranh, ví dụ như cảng Vân Phong, ví dụ như cảng biển Hải Phòng, ví dụ như là chúng ta có cảng Thị Vải. Rất nhiều những cảng biển của chúng ta hoàn toàn có đủ tiềm lực để có thể đón những tàu lớn, tàu quân sự, tàu dân sự và tàu hàng hóa. Chúng ta phát triển mạnh hơn về lĩnh vực vận tải và là nơi trung chuyển của logistics. Chúng ta có những cái
cái những con người siêu việt, những cái khả năng, những bộ óc về công nghệ thông tin có thể làm những chương trình hỗ trợ cho những cái lĩnh vực về vận tải, về cái trung gian phát triển. Chúng ta hoàn toàn có thể là điểm đến tin cậy về lĩnh vực hàng không cho nơi điểm đến tốt, thay vì là chúng ta thấy rằng là Singapore đang chịu những ảnh hưởng của cái câu chuyện chiến tranh thương mại, thì chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng để lôi kéo và thu hút những cái dòng vốn đầu tư liên quan đến lĩnh vực logistics, hàng không, lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt và đường sông, đường biển, thì chúng ta hoàn toàn có thể phát triển. Ngoài ra thì lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực mà với cái việc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang thành một cái cuộc chiến mới, đó là cuộc chiến 5G, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm đóng vai trò trung gian để có thể thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin của chúng ta, của Viettel, của FPT, của Mobi, rồi của những cái doanh nghiệp viễn thông lớn của Việt Nam, tận dụng cái sức lao động cũng như là cái khả năng công nghệ thông tin của người Việt Nam, của những cái bạn trẻ đang học trong ngành công nghệ thông tin, để chúng ta là gọi là công trường, gọi là gia công phần mềm cho thế giới. Và đó là một lĩnh vực chúng ta cần phải tận dụng, và chúng ta đem lại được cái hữu ích không gây ô nhiễm môi trường và đem lại cái nguồn thu lớn cả về cho doanh nghiệp cũng như cho những cái nguồn thu nhập cho cá nhân, những người mà đang học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng ta hoàn toàn có thể là điểm đến tốt cho những doanh nghiệp về mặt y tế, giáo dục, cũng như là đặc biệt là lĩnh vực chúng ta nắm trong tay một cái đường dải bờ biển dài gần cả hàng 2.000 cây số, thì chúng ta hoàn toàn phát triển cho lĩnh vực du lịch bờ biển, lĩnh vực phát triển du lịch cho các cái resort nghỉ dưỡng, và nơi có thể chúng ta sẽ thay cho Macau, Hồng Kông để làm những cái sòng, tức là có là cái điểm đến kinh doanh về mặt casino cho thế giới, điểm đến thu hút du lịch và cũng là điểm đến để thu hút về ẩm thực cho thế giới. Đó, hoàn toàn là chúng ta đều có thể, và từ đó chúng ta sẽ kéo một nền kinh tế của chúng ta phát triển bền vững hơn trong thời gian sắp tới. Đó là những cái điểm mà chúng ta có thể view. Thì bất động sản luôn luôn không bao giờ đóng băng, nhưng mà có thể chúng ta sẽ thấy được rằng là câu đóng băng thì nó hơi quá nặng nề. Chúng ta sẽ thấy là một số khu vực thì cái việc giao dịch nó sẽ chậm lại. Tuy vậy thì một số khu vực, ví dụ như là bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản ven biển và bất động sản những cái khu mà có những cái nhà ga mới có thể sẽ mở, những sân bay mới có thể sẽ mở, ví dụ như những cầu lớn có thể sẽ mở, một số dự án lớn liên quan đến resort, khách sạn, nhà hàng, hay là những cái khu lớn của Vincom, của Novaland, của những cái tập đoàn lớn của Việt Nam họ có thể mở, thì những cái khu bất động sản đó nó sẽ vẫn dậy sóng. Ví dụ như Nha Trang, ví dụ như Đà Nẵng, nơi mà thu hút những cái dòng vốn đầu tư bất động sản trực tiếp hoặc là gián tiếp từ người nhà đầu tư nước ngoài, thì nó hoàn toàn có thể sẽ vẫn tiếp tục dậy sóng cục bộ để chúng ta có thể hoàn toàn tận dụng cái tình hình để vẫn giao dịch được. Tuy vậy, trên cái tổng thể, tổng quan của toàn thị trường thì chúng ta sẽ thấy là thị trường bất động sản có thể sẽ vẫn trầm lắng trong hết năm 2019. 2020 thì chúng ta sẽ cập nhật những video khác mới hơn để anh chị và các bạn nắm hơn tình hình. Và một lần cuối thì để ủng hộ và động viên tinh thần của Thắng ơi TOTV, thì anh chị và các bạn đừng quên like, chia sẻ video đến nhiều người hơn, cũng như là nếu quên chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh TOTV để có thể cập nhật, và ấn vào cái chuông để cập nhật nhanh nhất, sớm nhất những cái cập nhật của Thắng ơi trong thời gian sắp tới về thị trường bất động sản, chứng khoán, làm giàu và những cái vấn đề và nóng hổi của trong nước và quốc tế liên quan đến kinh doanh, chúng tôi sẽ cập nhật với quý anh chị em và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và có những cái niềm vui nhiều hơn với người thân và gia đình. Thân chào và hẹn gặp lại.